Hai tòa nhà ở Hoa Liên, Đài Loan bị nghiêng sau trận động đất 6,3 độ Richter. Hai tòa nhà bị nghiêng sau khi trận động đất mạnh 6,3 độ Richter tấn công Hoa Liên vào sáng sớm thứ Ba ngày 23 tháng 4. Theo Cơ quan Quản lý Thời tiết Trung ương CVKA, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra ở phía đông Đài Loan vào lúc 2 giờ 32 sáng thứ Ba. Sau đó, có hai tòa nhà đã bị nghiêng và sập một phần. May mắn là không có thương vong xảy ra. Được biết, hai tòa nhà đó là khách sạn Khun trên đường Trung Sơn và tòa nhà Tổng sư trên đường Bính Ly ở trung tâm thành phố Hoa Liên. Tòa nhà Tổng sư đã được đưa vào danh sách nguy cơ đỏ sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter vào ngày 3 tháng 4 và toàn bộ cư dân ở đó đã chuyển đi vào đầu tháng. Khun Hotel thì không được liệt kê vào mã đỏ hoặc mã vàng, nhưng cũng đã đóng cửa và không có người ở vì nó đang được sửa chữa. Mã màu đỏ đề cập đến các tòa nhà có cấu trúc chính, chẳng hạn như cột, dầm, tường ngoài, sàn và móng bị hư hỏng hoặc tòa nhà bị nghiêng ở một mức độ nhất định. Mã màu vàng đề cập đến các tòa nhà có cấu trúc phụ, chẳng hạn như vách ngăn hoặc trần bên trong bị hư hỏng hoặc các tòa nhà gần đó bị nghiêng ở một mức độ nhất định. Tin tức sẽ được cập nhật liên tục. Bạn hãy theo dõi Xin Chào Tôi ở Đài Loan để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhé.